24. Bản ghi chép à? Bản ghi chép. Không có. Sao thế? Sáng nay Lý Sĩ có tới đây. Nó nói quyển sổ ghi chép đó là của bố nó đưa cho Hạo Minh. Hình như nó đang tìm quyển sổ đó. Không thấy. Anh nói xem, đối với chuyện của bố mẹ nó không hiểu chút nào. Cũng khá đáng thương. Thiếu gia, cậu về rồi. Tiểu Cường, về rồi sao? Con về rồi. Theo bố vào đây. Hai người họ sao vậy? Bố, có chuyện gì thế? Ở Bắc Hồ có bão gió, con có biết không? Bố, bố nói gì cơ? Bố nói gì ư? Bắc Hồ có bão gió đó, con có biết không? Biết không hả? Bố bảo con dừng lại. Sao lại không dừng? Con đã bảo họ dừng rồi, nhưng họ không động thủ. Con cũng đã hết cách rồi. Bảo con dừng lại mà con không nghe. Bảo con dừng lại mà không dừng. Mẹ, cái đầu con đang nghĩ gì vậy? Con lời của bố là gió thoảng qua tai phải không? Anh đang làm gì thế? Bất kể nó phạm lỗi gì, nó là con trai của anh. Em có biết nó gây quả gì không? Nó đã khiến công ty bị tổn thất bao nhiêu tiền. Việc nó tổn thất bao nhiêu tiền thì em không muốn biết. Nhưng em thấy con trai quan trọng hơn công ty nhiều. Những chuyện khác em đều không muốn biết. Thằng con phá hoại. Đồ phá hoại. Nếu như đánh nó thì em sẽ bỏ nhà ra đi. Con trai, đi thôi. Uống ít thôi. Chúng ta phải nhanh chóng nghiên cứu khống chế thiết bị. Trong thị trường kiến trúc bây giờ đang cần gấp những loại thiết bị này của chúng ta. Cháu nói thế rồi đi luôn à? Trong mắt cháu còn có người ông này không? Sau khi bố mẹ cháu mất, ông chưa từng tới thăm đảo Hải Nam sao? Lúc đó ông đưa cháu tới bệnh viện khám bệnh. Tên khốn Hạ Bằng Phi đó lại nói là không tìm thấy ông. Cả đời này ông không tha cho hắn. Vậy bố cháu không để lại di vật gì sao à? Siêu, em cảm thấy rất lạ. Mấy đường dây cáp khi nãy hình như có vấn đề. Có vấn đề gì? Em nói ra xem. Vừa nãy em có đọc sách hướng dẫn, không giống như quy cách mà chúng ta yêu cầu. Số dây cáp đó nhìn cũng như nhau, rất nhiều người không phân biệt được. Không ngờ em lại phát hiện ra. Anh đã biết từ trước rồi à? Đương nhiên rồi. Nếu không thì sao có thể làm thầy của em được chứ? Đi thôi. Giảo quà. Những thiết bị khống chế nguồn điện này phát triển tới mức độ nào rồi? Vẫn chưa có hiệu quả sao? Hình như vẫn chưa. Thật là sốt ruột.
Phí nguyên liệu đã tiêu gần hết rồi. Phòng nghiên cứu cũng phải thuê. Như vậy mãi thì không được, phải mau chóng hoàn thành. Còn nữa, Tiền vốn đúng là ép chết người. Diệp Tráng, cậu làm gì ở đây vậy hả? Cháu đang quét dọn vệ sinh. Đừng đứng đó nữa, đi ra ngoài đi. Không phải ở đây, ở kia kìa. Ở kia, tuân lệnh. Thưa ông Lý, đi mau đi. Ông ơi, tóc trắng trên đầu ông càng ngày càng nhiều rồi. Đi mau đi. Vừa nãy ông nói tới thiết bị khống chế nguồn điện. Cậu nói tiếp đi. Chủ tịch Hạ, cái gan của ông lớn quá đó. Là chuyện gì? Suốt cuộc ông đã tham ô của công ty bao nhiêu tiền? Cậu nói rõ ràng hơn có được không? Được, tôi nói rõ cho ông nghe. Ông không tuân thủ quy định tiêu chuẩn của hệ thống lắp đặt. Lắp đặt dây cáp không phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế. Sau này nó sẽ trở thành mối đe dọa cho sự an toàn của tòa nhà đó. Cậu nói như vậy chứ? Ông có biết sau khi khánh thành, tòa nhà đó sẽ có sức chứa bao nhiêu người không? Ít nhất là 2.000 người. Nếu dòng điện trong dây cáp bị quá tải thì sẽ gây cháy nổ. Nếu thực sự xảy ra sự cố thì sẽ gây chết người. Ông phải để ý tới mức đó thì mới tỉnh ngộ sao? Xin chủ tịch hãy lắp lại những thứ mà ông đã gỡ ra đi. Hơn 1 triệu mét dây cáp lắp lại từ đầu cũng phải kéo dài 3 tháng. Phí lắp đặt lại, phí trì hoãn công trình. Chủ tịch, ông lại tổn thất thêm mấy chục triệu đó. Chủ tịch Đà xin chào. Dù ở bên Bắc Hồ còn chưa đủ, con làm hỏng công trình bên này. Suốt cuộc con muốn làm thế nào hả? Thằng phá gia chi tử này, cái đồ ăn hại. Mày nói đi, mày muốn làm gì? Bố, nghe con nói đã. Bố có tác dụng gì chứ? Mày muốn công ty bị sập thì mày mới hài lòng có phải không? Phải không hả? Mày có thể làm được chuyện gì ra hồn cho tao thấy không hả? Em nghe nói Diệp Minh Châu quay lại làm việc rồi. Vậy là sao chứ? Không phải là anh đã đuổi cô ta rồi sao? Sao hả? Đuổi việc chỉ là hình thức thôi. Đâu phải anh gọi cô ta về. Là bố em gọi cô ta về đó. Giang Lỗi, anh nghĩ là bây giờ anh cứ tiếp tục gặp Diệp Minh Châu như vậy là không có vấn đề gì sao? Chủ tịch bảo quấy về thì anh còn làm gì được? Anh là đồ khốn. Mộng khí. Mộng Diệp, đây chính là gì ở công ty? Không làm theo ý của em được. Anh không xử lý được phải không? Vậy em giúp anh xử lý. Anh ngăn em làm gì? Được rồi, bình tĩnh lại đi. Không phải là anh còn tình cảm với Diệp Minh Châu chứ? Không phải như em nghĩ đâu. Anh xem, đồ đệ của anh cũng khá lắm, có đúng vậy không? Nhìn một cái là phát hiện dây cáp có vấn đề rồi. Phải. Em làm gì vậy? Đang ở sảnh công ty đó. Trước sảnh thì sao chứ? Em chỉ muốn hôn anh ở đây. Em còn phải về nói với tất cả mọi người trong nhà. Đi. Đi. Đi thôi. Minh Châu.
Minh Châu, em cố ý có phải không? Anh Siêu, em đang thấy hơi loạn. Hình như em đã phát hiện ra điều gì đó. Em đang nói gì? Không có gì. Giờ em thực sự muốn cùng ông nghiên cứu thành công thiết bị khống chế nguồn điện ngay lập tức. Diệp Minh Châu cố lên. Được, anh ủng hộ em. Nhưng em quay về đi đã. Chỗ này cao lắm, nhỡ không cẩn thận nguy hiểm lắm. Mau lên, mau về đi. Là anh sợ phải không? Nói gì vậy? Mau quay vào đi. Quay vào. Có cao đâu mà anh sợ. Đừng làm loạn nữa. Quay vào đi. Đồ nhát gan. Mau lên. Em cố ý phải không? Em biết rõ là anh sợ độ cao, còn đứng chỗ cao như vậy. Em muốn dọa anh chết à? Anh còn tưởng là muốn tự tử đấy. Làm gì vậy? Đi. Bây giờ do bão gió ở Bắc Hồ và vấn đề dây cáp ở công trình của công ty, có thể là công ty ta đang gặp tình huống bất lợi nhất. Bởi vì hai chuyện này đều cần bồi thường tiền mặt. Rõ ràng là vốn lưu động của chúng ta không đủ, danh dự ở công ty bị tổn thất nghiêm trọng, không thể xin vay được nữa. Cứ tiếp tục như vậy, tôi thực sự không biết còn xảy ra những chuyện gì tồi tệ. Bồi thường gì mà bồi thường, không tiếp tục kéo dài công trình này thêm nữa. Nếu chúng ta hoàn toàn không thể giành được kỹ thuật này, nếu bên đầu tư thay đổi ý định, ta sẽ bị động toàn diện. Đây chính là bị động, phải gọi là đường cùng mới đúng. Hình tượng công ty là bị tổn thất rất nhiều. Sau này muốn khôi phục lại e là điều không thể. Con xem chuyện tốt mà con làm đi. Con xin lỗi bố. Nếu muốn duy trì công ty, tôi thấy chỉ có cách giành được hệ thống khống chế điện mới có thể sinh tồn được. Bố yên tâm. Bất kể dùng cách gì, con sẽ lấy được thứ đó. Không, con đừng nhúng tay vào. Con đừng làm gì cả. Con càng làm càng xấu đấy. Đừng làm gì là giúp bố rồi. Lý Siêu đẩy tôi càng đường cùng như vậy. Xem ra tôi không thể để cậu ta ở yên gì ở công ty Nobel được nữa. Tôi nghe nói chủ tịch công ty Nobel rất tín nhiệm Lý Siêu. Chuyện này để tôi xử lý cho. Ước hàng lý. Hi, Thomas. Cậu đã quên lý do tôi phải cậu tới đây sao? Ý ông là gì? Công trình dây cáp xảy ra lỗi, vì sao cậu không xử lý ngay lập tức? Với công ty Nobel chúng ta mà nói, không tạo thành bất cứ tổn thất nào. Ngược lại, chúng ta còn được tiền bồi thường từ tập đoàn Bằng Đạt. Ta đang được lợi mà. Vậy vì sao cậu mua nhà máy thiết bị điện khí? Cậu là nhân viên của công ty chúng ta, không phải doanh nhân. Xin lỗi, tôi hiểu rồi. Hoặc là cậu ở lại công ty làm việc, hoặc là cậu đi làm ăn đi. Cậu chỉ được chọn một trong hai. Tôi tin là cậu có thể đưa ra phán đoán chính xác. Hiểu chứ? Cảm ơn ông. Chủ tịch Hà, là ông ấy với công ty Nobel rằng tôi đang kinh doanh nhà máy thiết bị điện khí, có phải không? Phải. Sao? Không thể để một mình tôi bị chơi xỏ mãi được, đúng không? Tôi cũng muốn chơi xỏ lại cậu. Cảm giác thế nào hả?
Ông vẫn phải gửi bản ghi chép cho tôi, muốn ly gián mối quan hệ giữa hai ông cháu tôi. Không biết cậu đang nói gì. Đừng ở đây giả ngu với tôi nữa. Phải, ông đã thành công được một lần. Tôi nói chồng biết, tuyệt đối không có lần sau. Này nhóc, tôi vẫn đang nhường cậu đó. Nhưng cậu ngày càng vô lễ rồi. Xin lỗi. Có lẽ do tôi sống ở Mỹ từ nhỏ, không hiểu những thứ lễ phép mà ông nói. Tạm biệt. Đúng rồi, vừa rồi ông vừa nói ông nhường tôi, vì tôi là con trai của Lý Chân Ư. Tôi nghe nói lúc bố tôi còn trẻ làm bạn với ông. Sao tôi chưa bao giờ nghe ông nhắc tới? Vì sao? Là vì ông thấy tội lỗi ư? Tôi vừa đi gặp bằng Phi. Giờ có thể chắc chắn rằng lúc anh Tràn mất, ông ta có mặt ở hiện trường. Anh có từng phân tích xem vì sao họ lại tới vách núi đó không? Chuyện này tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi. Tôi nghĩ Giang Chí Bân nhất định rất rõ chuyện này. Còn một người nữa, Lâm Huệ Lan, chị dâu trước đây của anh, có lẽ cũng biết rõ. Xem ra đằng sau chuyện này nhất định ẩn giấu một bí mật rất lớn. Cô biết vì sao tôi đến tìm cô không? Vì sao? Giang Lỗi và tôi sắp kết hôn rồi. Nhìn cô như vậy rất kinh ngạc có phải không? Cũng phải. Cô đã chia tay với Giang Lỗi lâu vậy rồi. Anh ấy làm gì thì đương nhiên là cô không biết. Giang Lỗi đồng ý rồi ư? Đương nhiên, anh ấy theo đuổi tôi trước mà. Minh Châu, tôi là trước đây tôi đã biết mặt cô rất dày, nhưng bây giờ đã như vậy rồi, cô vẫn còn mặt mũi ở lại công ty, cô ở lại bên Giang Lỗi. Tôi thấy hay là như vậy đi, cô tự xin nghỉ việc đi, ít nhất thì như vậy cô không bị mất mặt. Vì sao tôi phải nghĩ gì? Vì sao? Cô lại phải hỏi tôi vì sao? Mộng Khiết, có lẽ cô không hiểu tôi lắm. Tôi làm việc ở Bằng Đàn không liên quan gì tới Giang Lỗi, bởi vì đó chính là ước mơ của tôi. Tôi không nghĩ việc đâu. Ước mơ? Cô thật biết lợi dụng ước mơ của cô. Trước đây lúc cô bám lấy Giang Lỗi, cô cũng nói như vậy. Cô giỏi thật đó. Tôi không quan tâm cô nói sao. Tôi cần phải sống nuôi gia đình của tôi. Đây chính là lý do tôi muốn ở lại. Cô thôi đi. Cô là loại người dơ bẩn tới mức nào? Mọi người đều biết cả rồi. Mong cô đừng làm tổn thương người khác bằng lời nói được không? Nếu thực sự yêu Giang Lỗi thì hãy đối xử tốt với anh ấy. Diệp Minh Châu, tôi nói cô biết, Giang Lỗi và cô đã kết thúc thật rồi. Tôi biết chúng tôi đã kết thúc rồi, nên là tôi mới nói như vậy đó. Giang Lỗi là một người trong lòng tràn đầy dằn vặt và đau khổ. Tôi mong là cô có thể chăm sóc tốt cho anh ấy. Cô, đó là chuyện của riêng tôi.
liên quan gì tới cô chứ? Đi thôi. Diệp Kim Châu. Chị, em làm gì thế hả? Sao em lại ở đây vậy? Ba ngày không đi học, làm gì ở đây vậy? Ngăn chị ấy lại. Em đứng lại mau lên. Diệp Minh Châu, giờ là giờ làm gì? Cô không mở công ty, cô muốn làm gì? Tôi muốn hỏi anh đó, anh làm gì ở đây? Hẹn em gái cô đi uống cà phê. Uống cà phê? Uống cà phê có cần ấm áp như vậy không? Yêu đương thì ấm áp là chuyện bình thường mà. Cái gì? Yêu đương? Sao hả? Anh có nhầm không vậy? Nó là em gái của tôi, nó còn là sinh viên. Yêu đương gì chứ? Tôi thấy người nhầm là cô đó. Diệp Minh Châu, giờ cô đã trưởng thành rồi, điều gì nên hiểu thì hãy hiểu đi. Huống hồ quấy hấp dẫn hơn cô. Anh nói gì? Anh nói lần nữa đi. Tôi nói là tôi thà bị hồ ly tinh hấp dẫn. Nghe hiểu chưa hả? Anh buông ra chưa? Cô muốn làm gì chứ? Buông ra. Anh hãy nghe rõ đi. Tôi không quan tâm anh là con trai, là chủ tịch hay là quản lý gì đó. Nếu còn dám đùa giỡn với em gái của tôi, tôi tuyệt đối không tha cho anh đâu. Một đám vô giáo dục. Diệp Kim Châu. Diệp Kim Châu, em đâu rồi? Ra đây mau đi. Diệp Kim Châu, làm gì vậy? Vừa giờ đã ăn mỹ rồi. Diệp Kim Châu. Diệp Kim Châu, em đâu rồi? Ra đây. Minh Châu, mẹ thấy Kim Châu đâu không? Con tìm nó có việc gì vậy? Nó đâu rồi? Đứng lại. Lại đây. Lại đây. Sao thế? Chị hỏi em, em đang hẹn hò với Hạ Cường có phải không? Đúng chứ. Bắt đầu từ bao giờ? Em nói đi, bắt đầu từ bao giờ? Từ từ rồi nói. Bắt đầu từ bao giờ? Lần trước chị bảo em mang đồ trả cho anh ấy đó, sau đó em trả lại cho anh ấy rồi. Sau đó chúng em yêu nhau. Người ta mua đồ hiệu cho em làm theo liền à? Em có đầu óc không hả? Em vẫn đang học đại học, sao có thể yêu đương chứ? Giờ là lúc để yêu đương sao? Học đại học thì sao? Không phải em nói với mọi người rồi sao? Em muốn tìm một người giàu có để thay đổi số phận, nó mới chính là mục tiêu cuộc đời của em. Còn nhóc này em nói gì hả? Vì sao là Hạ Cường chứ? Sao có phải là anh ta? Anh ta có đáng tin không? Hắn chỉ muốn chơi đùa thôi. Sao chị biết chứ? Anh ấy rất tốt, rất quan tâm em. Có phải chị bị đá nên là bị ám ảnh tâm lý không? Em nói gì hả? Còn nhóc này em nói gì hả? Nói lại lần nữa coi. Được rồi, dừng lại đi. Diệp Minh Châu, dừng lại. Diệp Kim Châu, em không bị bỏ rơi như chị đâu. Được lắm. Mẹ, giữ nó lại. Còn nhóc này, làm gì thế hả? Được rồi, dừng lại đi. Được rồi, dừng lại đi. Được rồi. Mẹ hỏi con, Hạ Cường thật sự là con trai của tập đoàn Bằng Đạt có đúng không? Phải. Vậy có gì mà không được qua lại? Mẹ, mẹ không hiểu con người của Hạ Cường đâu. Kim Châu là đứa thông minh, nó không dễ bị thiệt như con đâu. Mẹ nói gì vậy?
Giang Chí Bân đó bắt con trai mình cưới con gái của nhà họ Hạ, càng tốt. Kim Châu nhân cơ hội này báo thù thay con. Anh cảm thấy hai đứa nó yêu nhau cũng đâu phải là không được. Hơn nữa hoàn cảnh của nhà Hạ Cường tốt hơn Giang Lỗi nhiều, phải không? Anh nói gì hả? Em nghe anh nói, đàn ông không có yêu cầu gì với phụ nữ đâu, chỉ cần em xinh đẹp là được. Em nhìn Kim Châu nhà mình đó, trừ cái ngoại hình ra, nó còn được cái gì đâu? Đầu óc không thông minh, em ép nó học đại học làm gì? Anh là ví dụ điển hình đây. Sao anh có thể nói như vậy? Kim Châu là em gái anh, đâu phải anh không biết tên Hạ Cường đó là người thế nào? Anh cảm thấy Hạ Cường cũng khá mà, tốt hơn Lý Siêu nhiều. Em đừng kích động. Hạ Cường muốn cho Kim Châu nhiều quà quý giá như vậy vì sao chứ? Chắc chắn là anh ta thích em gái mình đúng không? Nên anh ta mới chịu hy sinh như vậy đúng chứ? Phải không mẹ? Phải đó. Anh cũng có bản lĩnh. Anh mà có bản lĩnh cũng theo đuổi Mộng Khí. Suốt cuộc hai người có thua đi không hả? Vì sao lại như vậy? Nó có phải con gái mẹ không? Có người anh trai nào như vậy không? Nào ăn cơm đi. Đợi đã. Bố, mẹ, hôm nay nhân dịp mọi người đông đủ, con muốn tuyên bố với cả nhà một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì? Giang Lỗi và con sắp kết hôn. Em nói gì cơ? Em đã suy nghĩ kỹ chưa Mộng Khí? Đương nhiên em suy nghĩ kỹ rồi. Em đã quyết định rồi. Đây là quyết định của con hay là suy nghĩ của nó? Cháu và Mộng Khí đều nghĩ như nhau. Được đó Giang Lỗi. Đừng tưởng là tôi không biết mục đích của việc anh muốn cưới em gái tôi là gì. Anh làm gì vậy? Em kết hôn, bố mẹ còn chưa nói gì. Thật là. Được rồi, ăn cơm đi đã. Chuyện này để nói sao? Nào, Mộng Khí. Mẹ không đồng ý. Mẹ, con theo mẹ. Nào, cậu đi cùng tôi. Sao đột nhiên cô lại muốn kết hôn với Tiểu Lỗi? Mẹ, không phải trước đây mẹ có ý muốn tác hợp con là Giang Lỗi sao? Mẹ nói là con muốn như thế nào cũng được mà. Vì lúc đó mẹ không biết mối quan hệ giữa Minh Châu và Giang Lỗi. Khi ta với người bạn gái đã ở bên nhau 15 năm, như cậu ta lại muốn kết hôn với con. Tiểu Khí, con phải thận trọng hơn. Con cảm thấy Giang Lỗi thật lòng thích con ư? Mẹ, lúc đó chính mẹ nói với con là sau khi chia tay với Tình Đầu thì sẽ gặp được người tốt hơn còn gì. Giang Lỗi chính là người tốt hơn đó. Tình cảm của con thay đổi nhanh quá. Thời gian trước con còn khóc lóc, nói là con thích Lý Siêu. Sao giờ lại thay đổi rồi? Lúc đó mẹ cũng nói với con là bảo con đừng đau lòng, mau phấn chấn lên còn gì. Nên là bây giờ con lựa chọn quên đi quá khứ, làm lại từ đầu với Giang Lỗi. Những điều này đều là mẹ nói mà. Mẹ, con thực sự thích Giang Lỗi. Tiểu Khí, con cứ lúc nọ lúc kia như vậy, đây chính là tình cảm của con sao? Con đừng quên, Minh Châu là bạn tốt của con, Giang Lỗi từng là người yêu của bạn. Thế thì đã sao? Họ kết hôn với nhau hồi nào đâu? Trước khi kết hôn thì yêu ai cũng là chuyện rất bình thường. Tôi hỏi cậu,
Cậu có nghiêm túc không? Chú nói vậy cháu muốn kết hôn với Mộng Khiết ư? Mộng Khiết và cháu đều suy nghĩ giống nhau. Tôi không biết là cậu theo đuổi Mộng Khiết thế nào. Tới giờ nó vẫn là một đứa con gái rất đơn thuần, không hiểu chuyện đời. Cậu bảo cậu muốn kết hôn với nó, cậu có mục đích gì không? Mục đích của cháu đương nhiên là kết hôn với Mộng Khiết. Nhưng nếu chú nói rằng có mục đích gì khác không, thì là điều chú nói với cháu đó. Chăm sóc tốt cho Hạ Cường. Chăm sóc Hạ Cường có liên quan gì tới Mộng Khiết? Cháu nghĩ như vậy. Cháu cảm thấy nếu như chúng cháu trở thành người một nhà, vậy thì cũng tiện chăm sóc nhau hơn. Trước đây cậu hẹn hò với Minh Châu một thời gian lâu như vậy, bây giờ đột nhiên lại nói thích Mộng Khiết, muốn kết hôn với nó. Cậu nghĩ tôi sẽ tin ư? Chủ tịch, cháu và Minh Châu là chuyện quá khứ rồi. Từ bây giờ cháu thích Mộng Khiết, có được không? Vậy thì tôi sẽ ngăn cản. Nếu như chú cứ ngăn cản thì cháu cũng không biết làm thế nào. Nhưng cháu nhớ chú đã từng nói với cháu là nếu như cháu muốn như bố của cháu làm việc nghiêm túc, chú nhất định sẽ trọng dụng cháu. Hơn nữa cháu cũng cảm thấy làm việc gì cũng phải có mục đích. Cháu không theo đuổi điều gì khác, cháu chỉ muốn kết hôn với Mộng Khiết, sống hạnh phúc bên nhau. Nên cháu hy vọng chú đồng ý. Nhất định phải làm vậy sao? Cũng có thể không làm vậy. Nhưng cháu không thể đảm bảo sau này mỗi việc mà chú giao cho cháu, cháu đều có thể hoàn thành tốt. Ngon không chú Giang? Ngon, rất ngon. Chắc là chú đã biết chuyện này từ lâu rồi phải không? Hay là chú biết mà giả vờ không biết? Hay là giống như ăn phải rùa vậy, giả vờ như là không có chuyện gì? Nào, Giang sư phụ. Nào, chú ăn đi. Chú chỉ là lái xe cho nhà của tôi. Một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối có kết quả thế nào? Chắc chú nghe nhiều rồi phải không? Tôi cũng từng nghe rồi. TV, phim ảnh. Điều quan trọng nhất là thôn bên cạnh chúng tôi có một người tên là anh Bảo Thạch. Người đó kết hôn với con gái của chủ. Hơn nữa bọn họ sống rất hạnh phúc. Chú đùa gì thế hả? Đóng phim mà. Cậu bớt nói chuyện với tôi kiểu đó đi. Tôi khuyên cậu hãy thay đổi bản thân đi. Không biết trời cao đất dày, không biết lễ phép, suốt ngày cho mình là nhất. Tôi sắp làm thông gia với nhà cậu đó. Tôi thấy bây giờ người cho mình là nhất là chú mới đúng. Bây giờ chú đang ở nhà với ai? Đang nói chuyện với ai? Tôi hỏi chú nói chuyện với ai? Cậu được ở đây yên ổn không phải do tiểu lỗi nhà tôi, thì bây giờ cậu đã ngồi tù rồi. Đừng quên cậu đã gây ra quả gì. Tiểu lỗi nhà tôi chức vụ cao hơn cậu, nói được làm được. Còn cậu, tôi khuyên cậu đừng làm phức tạp mọi chuyện lên. Yên lặng mà nhìn hai đứa nó hạnh phúc bên nhau đi. Tôi nói chú biết, chú Giang. Bát cơm nhà tôi
không dễ ăn như vậy đâu. Giờ nói văn lỗi nhà chú là đừng trèo cao tới Mộng Khiết nhà tôi. Kim Châu, chị làm vậy là vì muốn tốt cho em thôi. Nếu em muốn những thứ đó, chị sẽ cố gắng kiếm tiền mua cho em. Nhưng em không được gặp lại người đó nữa, được không? Hạ Cường đối xử với em rất tốt. Anh ấy chủ động mua đồ cho em. Anh ấy thích em nên mới đối xử với em như vậy. Anh ấy không phải người xấu như mọi người nghĩ đâu. Sao chị quản nhiều thế? Chị biết. Nhưng Kim Châu, không phải tất cả mọi người đều đơn giản như em nghĩ đâu. Bởi vì em quá đơn thuần lương thiện. Chị đã quen Hạ Cường nhiều năm rồi. Chị hiểu rõ tính tình của anh ta. Anh ta không thật lòng với em đâu. Em cũng biết đó. Bao nhiêu năm nay, chị vất vả nuôi em lớn. Chị yêu thương em nhất, đúng không? Hứa với chị, đừng đi gặp người đó nữa. Không. Em nói lại lần nữa xem. Em có nghe lời không hả? Biết rồi. Văn Lỗi và tôi sắp kết hôn rồi. Là anh ấy theo đuổi tôi trước. Nếu đã như vậy thì tôi chúc hai người hạnh phúc. Tôi cũng nên quên đi mọi chuyện quá khứ, cố gắng làm việc, thực hiện ước mơ. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Cậu là nhân viên của công ty chúng ta, không phải doanh nhân. Hoặc là cậu ở lại công ty làm việc, hoặc là cậu đi làm ăn. Cậu chỉ được chọn một trong hai. Tiểu Siêu, ông làm gì vậy? Làm gì có ai uống rượu như ông? Ông không muốn sống nữa à? Lúc nhỏ ông đã là cô nhi. Cha mẹ, anh em của ông đều mất cả rồi. Ông cũng không được học hành. Ông đã từng làm thuê ở chợ, đã từng lênh đênh khắp nơi trên biển. Sau đó ông hiểu ra, con người phải có kỹ năng sở trường gì đó mới không phải lo cơm ăn áo mặc. Nên là ông nỗ lực, sống vô cùng vất vả. Sau đó cha cháu. Thế nhưng khi ông biết cha cháu giấu ông, kết hôn với mẹ cháu, ông như sắp phát điên lên.
ông có lỗi với chúng nó. Ông có lỗi với cháu. Cha mẹ ruột của cháu là ông đã hủy sự nghiệp của bọn chúng. Ông đã hại chết hai đứa nó. Dục vọng của con người không bao giờ có điểm dừng. Nhưng ước mong làm rạng rỡ tổ tông của ông lại hại chết cha mẹ ruột của cháu. Tiểu Siêu, ông định đưa cháu ra nước ngoài học. Cháu nhất định phải học cho tốt. Ông yên tâm, cháu sẽ học thật giỏi. Đợi cháu học thành tài về nước, chúng ta cùng tính sổ với Hạ Bằng Phi. Vậy mới là cháu ngoan của ông. Lúc đó cháu còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nhưng khi cháu nằm trong lòng ông, khóc lóc đòi mẹ, trái tim ông tan nát.